Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel của Hacom và các bạn đang đến với số đầu tiên của series tư vấn về những cái giải pháp công nghệ rất là sâu để giúp cho các bạn có thể dễ dàng đưa ra những cái sự lựa chọn dành cho các linh kiện máy tính hay là một bộ PC phù hợp với cá nhân của mọi người hoặc là laptop vân vân, đúng không? Vâng, rồi. Và cái chương trình này thì sẽ được phát sóng vào thứ bảy vào lúc 7:30 tối nhá, nhưng mà không phải là như chương trình Q&A mà nó sẽ là vào thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba của mỗi tháng. Và chương trình thì tuần này chúng ta sẽ có một chủ đề, đó chính là làm sao để chọn được chiếc CPU phù hợp với cả anh em. Thì bây giờ em hỏi chị nhá, là chị sử dụng CPU, chị sử dụng máy tính của chị với mục đích gì nhỉ? Hiện đại thì chị đang sử dụng máy tính với mục đích cơ bản và trên cơ bản một xíu trong làm việc, có nghĩa là cũng động đến một tẹo về multimedia ấy, điều họa này nhỏ. Ồ, thế à? Thế thì chị có sẽ mang hướng làm việc mạnh hơn đúng không? Chị có nhiều hướng làm việc đúng không? Chị không chơi game. Chị không chơi game. Thế thì với em chẳng hạn thì em sẽ là một người kiểu chơi game nhiều hơn này và làm việc cũng ít nhất là những chắc là kiểu như chị thôi. Đấy. Đó, thế thì tức là sẽ có hai cái loại người rồi, một là người làm việc, hai là người chơi game. Nhưng mà có một loại thứ ba nữa là có thể là ông bạn này, bà bạn này, mẹ bạn, bố bạn là những người chỉ dùng máy tính để họ lướt web, họ xem video, họ xem phim. Hoặc là làm và... office cơ bản. Đúng rồi, họ làm office cơ bản. Thì đó chỉ là cái nhu cầu rất 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 cơ bản thôi, không làm việc, không chơi game gì cả. Vậy thì liệu rằng với những cái mức giá khác nhau thì một cái CPU phù hợp với mức giá đó và những nhu cầu đó thì nó như thế nào nhỉ? Rồi, và trong video ngày hôm nay thì mình và Hoàng sẽ đưa ra cái tiêu chí lựa chọn. Thứ nhất là nó sẽ gọi là tổng hòa của hai tiêu chí. Thứ nhất là về giá tiền. Thứ hai là về mục đích sử dụng. Ví dụ trong tầm giá này với mục đích này thì các bạn nên chọn con CPU nào. Và mình cũng có thể recommend cho mọi người một cái gọi là bộ cấu hình cơ bản để các bạn dễ dàng chọn ra được một cái bộ PC, đúng không? Hoặc là kể cả laptop cũng như vậy, đúng không? Nó cũng sẽ xem như vậy để cho các bạn có thể chọn được một cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Vậy thì đầu tiên với cái tiêu chí là mức giá đi thì em sẽ đánh giá và phân loại như thế nào với cái mức giá cho đó, chúng ta sẽ quy về một PC nhá. Thế thì với một mức giá đó em nghĩ rằng tầm thấp ấy là nó sẽ rẻ, một bộ PC rẻ mà có thể đáp ứng được mọi nhu cầu ấy thì nó sẽ mang từ tầm khoảng tầm 10 triệu đến 20 triệu gì đấy. Tầm trung thì em nghĩ rằng sẽ rơi vào khoảng tầm trên 20 triệu cho tới là 40 triệu. Vì 40 triệu thì bắt đầu là một cái bộ một PC cũng khá là ổn, rất là khủng và dùng được rất là lâu dài ấy. Tầm cao hơn thì sẽ là khoảng tầm từ 40 tới 60. Đó, 40 tới 60 thì lúc này chúng ta có thể tiêu tiền cho ví dụ như là ổ cứng xịn hơn này, cho quạt xịn hơn này, tản nhiệt xịn hơn. Càng xịn hơn, CPU xịn hơn và tầm cao nhất tức là từ trên 60 triệu. Đó, tại vì đến dương vô cực luôn. Trên 60 triệu đến dương vô cực luôn, tại vì gần đây em có build bộ máy tính ấy, cho một bạn khách chỉ 2K2 thôi, nhưng mà bộ máy tính bạn là 62 triệu, bạn có cả i9-2900K này và cả 3070Ti. Đó, thế là một cái quy định rất là khỏe, đúng không ạ? Và 60 triệu mình cảm thấy rằng là một cái mức rất là tuyệt vời để khởi điểm cho một PC cực kỳ là khủng bố. Rồi, thế thì tầm 10 triệu mà... Bây giờ chúng ta sẽ theo từng giá tiền, sau đó đến với mức mục đích sử dụng. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ đến với những bộ PC và những chiếc CPU phù hợp trong tầm giá rẻ, giá thấp và dễ dàng tiếp cận. Ví dụ như là từ 10 triệu cho đến 20 triệu thì chúng ta sẽ đi từ cơ bản đi nha. Cái bộ đấy nó sẽ dùng nhiều cho cái mục đích cơ bản là chính. Đó chính là ví dụ nhu cầu văn phòng cơ bản, làm việc, office cơ bản, lướt web. Những cái đấy, mượt nhất có thể. Đấy. Thì em nghĩ rằng là chứ bây giờ chị cảm thấy thế nào về những cái dòng đấy, chị nghĩ rằng nó khoảng tầm bao nhiêu tối thiểu là dạo này thì cũng được tư vấn một vài người cũng liên quan đến cái bộ cấu hình đấy, thì mình nhận thấy rằng là ok, thì những cái bộ PC đồng bộ như là mấy con chip Pentium rồi là chip G các thứ từ ngày trước thì nó vẫn có thể dùng được, nhưng mà để gọi là mang hướng lâu dài và tốt nhất thì nên vẫn là i3 trở lên, đấy là đối với Intel. Thế còn đối với AMD thì sao? i3 đời 10 trở lên. Thế đối với AMD thì em sẽ tư vấn đó chính là những chip dòng G của AMD, tại vì nhu cầu chơi game thì không có, làm việc cũng không có. Thế thì chỉ cơ bản mà tất cả các chip của AMD thì họ không có cả onboard trừ những dòng G ra. Đó, thế thì có thể tối thiểu là Ryzen 3 3200G hoặc là 2200G tùy vào anh em. Thì với cái đấy thì chúng ta sẽ chắc chắn là đi với main, kiểu main hard rồi, đúng không? Main hard, đúng rồi, những dòng main hard, những dòng main thấp cấp nhất. Rồi thì RAM thì chắc là vẫn phải là 8GB. Tối thiểu là 8GB. 4GB thực sự là các bạn, bởi vì lướt web đâu phải có nghĩa là chỉ lướt một web đâu, chúng ta sẽ mở rất là nhiều tab. Thì 8GB RAM là tối thiểu để các bạn không bị lag trong cái quá trình sử dụng. Và cố gắng hãy có một cái SSD để cho tốc độ cao nhất. Để mở máy nó không bị phải chờ 1 phút, 2 phút. Tại vì SSD bây giờ cũng khá là rẻ rồi. 128GB cũng chỉ khoảng tầm 500-600 nghìn thôi. Đấy, cho nên là việc mua SSD hoàn toàn có thể. Tiếp theo nữa thì về chơi game
mình nghĩ rằng là nếu mà chơi game ý, thì vẫn tối thiểu ít nhất cho mình vẫn là con chip CPU Intel thế hệ thứ 10 và của dòng i3. Nhưng mà hãy chọn dòng F cho mình, tại vì chúng ta chơi game chúng ta cần phải có một chiếc màn hình, đúng không ạ? Đó, thì chiếc màn hình mình sẽ tư vấn vào chiếc khoảng tầm 5 triệu gì đấy, và sẽ có những option như sau. Ví dụ như là trong thời điểm hiện tại là sẽ có 6400X này, 6400X RX, 6400X của AMD này, 1050 Ti này, hoặc là 1650. Đấy, 1650. Đó, đây là ba chiếc cạc dành cho bộ máy chơi game. Thế còn làm việc thì sao nhỉ? Chị thấy là trong cái tầm giá này thì chị thấy tối nói chung là cái sự ưu tiên nhá, mình nói qua một xíu đúng không? Đối với làm việc mà, thì sẽ chỉ là CPU và RAM. Và đối với gaming là cạc màn hình sẽ được ưu tiên. Và đúng cái rồi, độ tương thích giữa cạc màn hình với cả con CPU đấy để cân đối, đúng không? Cân đối giữa hai lên tốt nhất. Rồi còn với làm việc thì nó sẽ là thiên về cái số CPU, số nhân, số luồng của CPU. Con nào phải nhiều nhân, nhiều luồng một tí, bởi vì nó sẽ sử dụng khá là nhiều cái hiệu năng đấy. Vâng. Cộng với một dung lượng RAM ổn để chạy nhiều tác vụ nặng. Thì đối với làm việc, ví dụ như những cái mức cơ bản này chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái nhu cầu giống như chị làm việc động một xíu đến multimedia, đúng không? Vâng. Thì nếu mà tầm đấy thì em nghĩ rằng là chị có thể sử dụng được chiếc i3 đời 12. Tại vì nó có nhiều nhân. Không, nó không nhiều nhân hơn, nhưng mà hiệu năng đơn nhân của nó nhiều hơn rất nhiều so với cả đời 10. Thế chứ. Tại vì là ở trong cái tầm giá này chúng ta khó có thể chạm lên một mức cao hơn lắm. i5 thì nó hơi quá đà một chút, mình sẽ phải mua bên B này, xong rồi mình lại còn phải dành ra tiền cho 16GB RAM này, các thứ kiểu. Và với con i3 này đúng không, thì anh em có thể vẫn chọn bên H, nhưng mà cố gắng cho mình là cân đối để có được một chiếc RAM, một kiếp RAM 16GB và một chiếc cạc. Nhưng mà cạc không cần phải cạc chơi game, chỉ có thể là cạc Quadro cũng được, để có cái CUDA core, số lượng CUDA core nhiều. Thế thì tiếp theo nữa, hãy bước vào một điểm mà rất là nhiều anh em lựa chọn mua đi, đó chính là cái mục PC tập trung. Đó. Vậy là từ 20 triệu cho đến 40 triệu, trên 20 triệu cho đến 40 triệu. Em thấy rằng đây là một cái mức giá mà rất là nhiều người lựa chọn. Nhưng kiểu nhiều người bắt đầu người ta nghĩ là 10 triệu, 20 triệu. Là những cái là mà dành khá cho chung cho mọi người. Đúng rồi đấy, đúng thì rồi. Chị đấy là cái tập trung luôn luôn là cái tầm mà có tệp khách hàng lớn nhất. Đúng rồi, vậy. Các bạn sinh viên cũng có thể tiếp cận được, hoặc người đi làm. Đấy. Người đi làm, đúng rồi. Thường những bạn sinh viên mới lên trường, mới vào trường đúng không? Thì họ sẽ lựa chọn những cái PC rẻ. Đó. Vì nó cũng bằng một con laptop mà. Đúng rồi, bằng một con laptop. Khoảng tầm 10 triệu, 20 triệu là một con laptop. Yếu đấy, một laptop yếu. Nếu mà mua một con PC bàn thì rất là khỏe luôn. Và với một con laptop so sánh không? Với một con laptop khoảng tầm 30 triệu với một bộ PC bàn 30 triệu, chắc chắn là PC bàn, cái bộ máy chính bàn ấy, nó sẽ tốt hơn rất nhiều, ổn định hơn và mát hơn rất là nhiều. Thế vậy. Thì với một người dùng cơ bản thì chị nghĩ rằng sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Chị nghĩ vẫn sẽ là i3. i3 à? Có thể ví dụ như những bộ mà tầm cao hơn 20 triệu đi, các bạn ấy có nghĩa là muốn đầu tư theo cái sự, có nghĩa là i3 thực sự là nó đã đủ rồi. Đã đủ. Còn ngoài ra nếu mà chúng ta muốn thể hiện thêm một xíu, ví dụ như là công ty giàu đúng không, đầu tư tiền cho nhân viên với những bộ máy rất là xịn, hoặc là cá nhân mình chỉ đơn giản là mình có cái mức giá này nhiều hơn và mình vẫn có nhu cầu này, thì mình mua những thứ tốt nhất trong cái mức giá của mình có thể lên i5. Được. Em nghĩ rằng i5 12400F là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Đúng vậy, và vẫn không cần cạc nha. Đúng, không cần cạc. Mấy con RAM vẫn không cần cạc. Và 8GB là đủ. 16GB tối thiểu là 8GB. Không hề dùng hết được. 16GB thì thêm thì để gọi là bật thêm 1000 tab Chrome thôi chứ. Nói chung là cái việc mà sử dụng một con i3 thế là rất là đủ cho cái nhu cầu cơ bản rồi. Và những cái thời phần còn lại thì anh em có thể nâng cấp lên và có thể lên i5 này. Đầu tư vào kiểu ngoại hình của chiếc máy hơn một xíu. Mua vào cây đẹp hơn này, mua tản nhiệt này, nhưng mà giờ i3 nó cũng mát lắm, nó cũng không cần phải có. Thế thì chúng ta sẽ đầu tư vào ổ cứng chẳng hạn. Vâng, rồi thêm ổ cứng, thêm ổ cứng để chứa nhiều hơn, NVMe cao hơn, PCIe 4.0 cái thứ kiểu vân. Còn với gaming bản thân mình thì mình sẽ lựa chọn một chiếc, một cấu hình. Mình sẽ build bắt đầu từ tầm giá 20 triệu trước nhá. Thì mình sẽ build tối thiểu, em sẽ build tối thiểu là i3 trước. Vẫn phải i3, tại vì 20 triệu nhưng i3. Nhưng mà chắc là phải Gen 12 rồi. Đúng rồi, Gen 12, chắc chắn là phải Gen 12. Và kết hợp với cả một chiếc cạc màn hình tầm giá 10 triệu. Nói chung là chị thấy cạc luôn luôn là chiếm khoảng cỡ nửa tầm giá một chiếc PC đối với những chiếc PC gaming. Đó, thì một nửa tầm giá đấy mình sẽ build cho một chiếc cạc màn hình. Mình có thể chọn là 2060 này, 3050, hoặc là nếu mà anh em nào bị mua đắt ấy thì là 1660 Super. Đấy, thế còn lại thì vẫn là main, cố gắng là main B. Tại sao lại main B? Tại vì mình sẽ ưu tiên cho việc là tương lai mình sẽ nâng cấp lên một con CPU cao cấp hơn. Đấy, một chiếc main B khoảng tầm 2 triệu, tới 3 triệu gì đấy. Và nó sẽ rất là ổn áp hơn nhiều. Số lượng cổng kết nối USB nhiều hơn này, cổng RAM nhiều hơn này, PCIe sẵn hơn này, NVMe sẵn hơn này. Đấy, lý do sao mà gaming mình lại lựa chọn như thế. Còn đối với nhu cầu làm việc ở trong tầm phân khúc tầm trung của bộ PC này thì mình sẽ recommend cho mọi người một con CPU thực sự là vượt trội của thế hệ thứ 12, đó là i5-12600K, bởi vì nó có quá nhiều nhân và nhiều luồng, nó tận 10 nhân và 16 luồng luôn. Nhưng mà tại sao lại không phải là 12600 thường?
vì con đấy chỉ có 6 nhân và 12 luồng thôi mà con kia nhiều hơn hẳn, và nó một cái sự phân cấp P-co, E-co để nó giúp cho mình làm việc tốt hơn. Thế thì nhưng mà nếu mà nhiều anh em nghĩ rằng là cứ phải 12 số trong ca tức là chọn bên Z đúng không? Nhưng anh nghĩ rằng cũng không cần thiết lắm, tại vì đa số anh em đều không lựa chọn nâng cấp, không lựa chọn ép xung. Đấy, thế nên là em nghĩ rằng bên B vẫn phù hợp thôi. Vẫn phù hợp trong bộ máy làm việc nói chung. Và cố gắng tối thiểu cho mình là 16GB RAM cộng với cả một chiếc cặp màn hình ít nhất là 1660 để cho có những cái core mới nhất này, những cái công nghệ mới nhất, những NVENC mới nhất của Nvidia. Điều đấy sẽ giúp cho rất nhiều cho những tác vụ của anh em, ví dụ như là làm Blender hoặc là gọi là edit trên phần mềm của Adobe này, hoặc là render trên phần mềm của Adobe. Đó. Và tiếp theo nữa đến tầm giá cao cấp hơn rồi đấy. Tầm giá cao, tầm giá cao đúng không? Là sẽ khoảng tầm từ 40 triệu 60 triệu. 40 triệu 60 triệu thì cũng khá là khủng bố đấy. Thực sự em cảm thấy khá là khủng bố đấy. Nói chung là nó được coi là khỏe và chơi game một cách thừa thãi rồi đúng không? Đúng. Mà chị bây giờ chị đang rất là phân vân, ví dụ như những bạn nào có nhu cầu gọi là cơ bản mà muốn build cái tầm giá 40 60 triệu. Thôi nói thật luôn là tôi chỉ có thể làm cho các bạn một bộ PC rất là đẹp và rất là nghệ thôi, chứ không có cả màn hình và y thì chơi i5 thế hệ thứ 12 đi ok. Nhưng mà không có cả được luôn chứ. Nhưng mà không có cả màn hình thì các bạn sẽ chỉ có thể là mà đi nước cũng thực ra là cũng hơi thừa thãi. Nhưng mà nếu như các bạn kiểu muốn nhu cầu trưng bày, ví dụ như một bộ máy mà anh Tuấn Anh lắp cách đây một thời gian, em có nhớ không? Anh em có cái vỏ cây rất là lạ. Có 2-3 cái bộ máy anh Tuấn Anh lắp luôn, vào những cái bộ máy kiểu mang tính trưng bày này cho khách hàng này, cho showroom này, thì những cái bộ máy đấy rất là đẹp, rất là xịn, trông rất là sang chảnh luôn. Nhưng không có cả. Nhưng không có cả. Và hiệu năng thì hiệu năng cũng rất là tốt, hiệu năng tốt cho cái việc kiểu chỉ lướt web, đánh Word, Excel các thứ kiểu thôi. Nói chung là nó chỉ để nói lên một cái gọi là đẳng cấp của chúng ta. Đẳng cấp đúng rồi, nói lên cái đẳng cấp thôi. Tao không cần phải chơi game, tao không làm việc nhưng mà tao vẫn tôi máy tầm 40 triệu để build một bộ máy chỉ để lướt web đấy ạ. Đấy. Nhưng mà với gaming thì thực sự là lúc này mình vẫn phải cân nhắc đấy. Rồi vẫn phải cân nhắc hơn, so sánh cân đối hơn sẽ là một chiếc cặp mình tất nhiên rồi. Vẫn em vẫn lấy là một nửa cái budget của mình, một nửa số tiền của mình để build cho cả. Tối thiểu 40 triệu thôi thì sẽ là một chiếc cặp 20 triệu trở lên. 3070. Đấy, 3070 là có 20 triệu rồi. Và tiếp theo nữa sẽ là một chiếc CPU. Tùy vào cái những gì mà anh em build còn lại nhá, thì có thể là i5-12600K hoặc là i7-12700 thường. Đó. Thì mình sẽ cố gắng là được... Em còn phải recommend cả AMD nữa chứ. AMD à? Thực sự thì hiện tại trong thời điểm này, vào tháng 5 của 2022 này, em chưa thể recommend AMD. Nghĩa là hiện tại CPU của Intel vẫn đang làm tốt hơn. Đang làm tốt hơn, đúng rồi. Trong thế này quá tốt, thế nên là AMD hiện tại đang chưa có cửa. Video này không phải là thiên vị đâu mà chúng mình chỉ mang những thứ tốt nhất cho các bạn thôi. Đúng rồi. Và nếu mà sang của tháng cuối năm nay là AMD sẽ ra đời 7000, lúc đấy thì em bắt đầu một suy xét là xem là chúng ta cần phải làm cái gì, chúng ta nên chọn cái gì. Lúc biết đấy đâu, biết đâu vẫn là cái chủ đề là CPU nhưng mà chúng ta lại chọn bên nào. Đúng rồi, chọn bên nào. Ai để chơi game, ai để làm việc kiểu như thế. Đấy, và đấy là cái cấu hình mà mình sẽ build. Đó, một chiếc ổ cứng NVMe này, i7 hoặc i5 này, một chiếc main tương ứng này với mức giá này. Nói chung là main cũng không cần phá không phải quan tâm đâu, tại vì anh em mình chắc chắn rằng anh em gaming không bao giờ đụng vào kiểu ép xung hay cái gì cả. Những ai mà kiểu người ta đam mê hoặc là người ta thực sự cần rót từng giọt một, rót từng giọt cuối cùng của chiếc CPU đấy thì người ta mới ép xung thôi. Đấy. Còn với làm việc thì chắc là với tầm giá khoảng 450 triệu, 60 triệu. i9 nhỉ? Đúng rồi. i9 em nghĩ rằng i7-12700K hoặc là có i9. Có từ i7 đến i9. Nếu mà tốt nhất thì có thể, ví dụ trong tầm giá 60 triệu thì có thể chạm được đến i9 rồi. i9. Nhưng mà i9 ở đây mình rất là thấy con i9-12900 thường là rất một lựa chọn rất là ngon. Mức giá của nó chỉ còn tầm 13 triệu hơn. Nó rẻ hơn con i9-12900K 2 triệu mà vẫn từng lấy nhân, vẫn từng lấy luồng, thoải mái sử dụng. Anh em có thể kết hợp với bên rất là ok luôn. Thế nên là em nghĩ rằng là chắc là một con i9 hoặc một con i7 như thế. Hai là anh em phải chọn một chiếc main cho mình thật là nhiều cổng cho mình. Nghĩa main có nghĩa là main B hoặc là main Z cũng được, nhưng mà cố gắng là nhiều cổng kết nối nhất có thể. Nhiều cổng kết nối và sẽ cố gắng có một hoặc hai cổng tốc độ cao, tức là USB, USB 3.2/2x2. Làm multimedia ví dụ như việc truyền tải dữ liệu là rất là quan trọng, có file rồi có file, tải đấy. Ví dụ như là chuyển từ những cái file chẳng hạn như chúng mình đang là quay trên Blackmagic đấy. Thì 4K và sử dụng những cái ổ SSD có tốc độ rất là cao. Và nếu mà chúng ta cứ cắm vào những ổ 2.0 các kiểu thì có mất nửa ngày mất. Đúng rồi, có mất nửa ngày mất. Cho nên là việc mà lựa chọn một con CPU với một chip main tương ứng rất là quan trọng. Và chiếc cặp màn hình ở đây thì mình sẽ recommend là rơi vào khoảng tầm 3060 tối thiểu. Tại sao? Vì 3060 là dòng 3000 này, có NVENC mới này, có Tensor Core mới này, có Ray Tracing Core mới này. Đấy, sẽ giúp cho thúc đẩy cái tiến độ làm việc lên rất là cao. Và
cái con 3060 đấy. Nhớ đâu anh em muốn chơi game vẫn có thể làm được thoải mái. Thực ra những cái bộ máy làm việc và chơi game thì nó hoàn toàn có thể làm được cả hai thứ cùng một lúc, bởi vì cái hiệu năng của nó cũng khá là ổn rồi. Chỉ là mình chuyên về cái nào thì mình sẽ đề cao cái đề cao, đúng rồi, CPU hoặc là RAM hoặc là card đấy. Và với tầm giá cuối cùng, tầm giá bao nhiêu chị nhỉ? Tầm giá gọi là từ 60 đến dương vô cực đấy mọi người. Ví dụ có những cái con máy nó rất là chuyên dụng tầm 2 tỷ chẳng hạn cũng có thể có, hoặc là con máy hơn 100 triệu, và bọn mình đã ra khá là nhiều video ở trên kênh YouTube của chúng mình rồi ấy, thì cái đấy nó sẽ là bắt đầu. Có nghĩa là chị nghĩ là cái hiệu năng ấy thì nó sẽ vẫn, ví dụ như là mình mắc option đi, ví dụ như là i9 đi, xong rồi 3090 đi, đúng không ạ? Còn lại thì còn thừa bao nhiêu mình cứ việc tập cho sự đẹp đẽ, đúng không? Những cái linh kiện tốt nhất có thể rồi. Tầm đấy đúng là như kiểu là bạn có cái gì tốt nhất mang ra đây cho tôi ấy, kiểu thế. Kể cả là những cái con nhu cầu cơ bản cũng như vậy nhá. Bởi vì anh cũng từng mua những con kiểu như là nước web i9. Em cái con mà mini màu trắng trắng ấy, chị nhớ không? Đấy là con 12600K trong đấy đấy, mà người ta có dùng làm gì đâu. Bảo là chỉ để trưng bày, để trên cái kệ người ta thôi, để nhìn cho nó oách, hiểu không? Đó. Cho khách hàng vào, uầy, sao anh có máy tính đẹp thế, kiểu vậy. Thì đấy. Cấp. Đấy là cái những cái nhu cầu cơ bản. À xong, chúng ta quên mất một điều là chúng ta phải đi nước nữa. Đúng không? Đến tầm đấy thì chị nghĩ là những cái con gaming, trong cái tầm cao cấp thì những con gaming thì nên đi nước. Thứ nhất là nó vừa đẹp và nó mát hơn rất là nhiều. Nó đẹp, nó mát, và tại vì là cái tâm lý của một người chơi gaming ấy, một anh em mà mua gaming ấy thì sẽ thường sẽ là kiểu người ta dùng 2-3 năm, 3-4 năm thì đấy, xong rồi người ta mới nâng cấp một lần ấy. Cho nên là cái việc mà lắp nước cũng khá là ok, tại vì sử dụng nước 3-4 năm xong rồi mới thay thì nó cũng không mất công quá, đúng không? Chứ khác với cả những người làm việc ấy, tại vì có nhiều người, người ta làm việc đâu, người ta luôn muốn là mình chấp nhận được có cái tốc độ cao nhất này, mình luôn muốn là render nhanh nhất này. Tại cái phần mềm nó cũng hay update lắm em. Vâng, đúng rồi, phần mềm hay update khiến cho nó nặng hơn ấy. Thì những người đấy, thì những người làm việc ấy, mình khuyên rằng nên sử dụng những cái tản nhiệt khí thôi, tản nhiệt khí chất lượng cao nhá. Ví dụ như là Noctua NHD 15 thì là một tản nhiệt cực kỳ chất lượng, có thể cân được cả 12.000K, rất là thoải mái. Đó, và tất nhiên rồi sẽ tung quẩy hết lên i9 này, 3090T này, tất cả kiểu Quadro, Quadro các kiểu. Rồi là mainstream nhất rồi các thứ. Để giúp cho anh em có thể gọi là đạt được một cái mức hiệu năng làm việc tốt nhất trên thế giới này. Còn với gaming thì em thực sự là nghĩ rằng i7 là một cái mức rất là ổn rồi. Không cần thiết phải lấy i9. Với một anh em gaming ấy có thể cân lên tới là i13 0900T rất thoải mái rồi. Mình để dành cái tiền đấy để ví dụ cho tản nhiệt. Đúng rồi, cho tản nhiệt, cho màn hình, cho chuột xịn của anh em, để anh em có thể chơi game một cách mượt mà hơn, có trải nghiệm chơi game tuyệt vời hơn. Đấy, và cái việc mà sử dụng một chiếc CPU i9 như thế nó sẽ bị quá là thừa thãi và sẽ phải chi quá là nhiều tiền vào, ví dụ như là mainboard thật là xịn này, RAM thật là xịn này, ổ cứng thật là xịn này. Nên mình bị thừa, mình không sử dụng đến đúng hết rồi, cái hiệu năng không của nó, hết. Nó bị phí á mọi cố người. Cố gắng đẩn thật nhiều vào trong cảm mình. Đấy, lúc này thì có thể không cần phải 50% số tiền của bộ máy là cảm mình được, nhưng mà cố gắng đẩn thật nhiều vào cảm mình và chọn một chiếc CPU tương ứng với cảm mình đấy. Đó. Trên đây là những cái mà mình và Hoàng dựa theo cái kinh nghiệm cá nhân cũng như là đã tham khảo rất là nhiều nguồn để có thể gọi là giới thiệu đến các bạn những cái chiếc CPU tương ứng với nhu cầu sử dụng của các bạn cộng với cái tầm tiền mà các bạn mong muốn. Thì đó, khi mà các bạn đi build hoặc là muốn mua những cái sản phẩm như vậy thì các bạn nhớ là cung cấp cho những cái người bán những cái như kiểu tối thiểu nhất là giá tiền và nhu cầu sử dụng, thì các bạn ấy sẽ rất là dễ tư vấn cho mọi người. Còn nếu không thì tham khảo những cái mà Hoàng và mình vừa chia sẻ trong video ngày hôm nay. Chứ thực sự ví dụ chả như bây giờ mình gặp được những trường tư vấn mà họ chỉ nói là anh chỉ cần thế này thôi là được rồi, nhưng mà họ không nói mức giá tiền bao nhiêu. Phải là câu dùng ổn là được rồi, ổn ổn của mỗi người khác nhau mà mọi người, ổn gaming khác ổn với cơ bản chứ, đúng, đúng không rồi ạ? Đấy, cho nên là để có được chọn được máy phù hợp nhất thì hoặc là tham khảo video này, hay là có thể nói trực tiếp với cả những bạn có tư vấn để các bạn ấy có thể lựa chọn cấu hình phù hợp nhất với cả anh em. Nếu mà anh em cảm thấy cái video này hữu ích và đem lại nhiều thông tin cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhờ. Và trong tuần tới chúng mình sẽ có một video kỳ này nữa, hy vọng là anh em có thể đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.